Lâm Khánh Chi khóc sưng mắt khi xem thanh đoàn cầu hôn. Quốc trường, Lâm Khánh Chi cùng nhiều nghệ sĩ đến dự tiệc sinh nhật kết hợp tiệc cầu hôn do thanh đoàn tổ chức cho Hà Trí Quang. Hôm mùng 8 tháng 7, quốc trường thay mặt dạng khách mời lên sân khấu chúc mừng Hà Trí Quang sang tuổi 38. Anh cũng bày tỏ cảm xúc về tình yêu của diễn viên và bạn đời, thanh đoàn. Trước đó, quốc trường cùng nhóm bạn hỗ trợ thanh đoàn chuẩn bị bữa tiệc để tạo bất ngờ cho Hà Trí Quang. Nam diễn viên có tình bạn thân thiết với gia đình thanh đoàn, Hà Trí nên đồng hành họ trong nhiều sự kiện quan trọng đặc biệt là đám hỏi ở Đồng Tháp hồi tháng 10 năm 2023. Tại sự kiện, Quốc Trường gặp gỡ Lâm Khánh Chi, cùng cô gửi lời chúc hạnh phúc và gắn bó đến hai người bạn. Vợ chồng diễn viên Kali, Thanh Duy cũng có mặt. Kali bùng bầu lớn vẫn được khen tươi tắn, xinh đẹp. Cô phối đồ đồng điệu với chồng và chuẩn dress code cool của bữa tiệc. Thanh Duy nói gia đình anh đã sẵn sàng chờ đón bé chồng dự kiến ra đời vào tháng 7. Giai đoạn này, vợ anh vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên cả hai tranh thủ đi đó đây cùng nhau. Hà Trí Quang thanh đoàn mời trụ công chúa lâm khánh chi lâm khánh chi trong điệu đà với váy ren tóc uống xoăn cài nơ diễn viên tú vi thanh hiền chung bàn tiệc tương đóng chung cổng gặp mời hai diễn viên tú vi kha kết bạn từ thuở đôi mươi bây giờ tú vi đã là mẹ của một bé gái gần 6 tuổi còn kha sắp chào đón con đầu lòng sau chương trình chị đẹp đạp gió trẻ sống diễn viên tú vi chăm xuất hiện trước công chúng cô được khen ngày càng trẻ đẹp cuốn hút hồ bích trâm phát bụng bầu 7 tháng cùng ông xã đến chung vui Cô là một trong số những người bạn thân thiết gắn bó với Hà Trí Quang, thanh đoàn từ ngày đầu họ đến với nhau. Tiệc tối còn có diễn viên Phương Dung, MC Lưu Hà Trinh góp mặt. Nhóm nghệ sĩ hào hứng tận hưởng bữa tối sang trọng, ấm cúng mà thanh đoàn và người thân dành nhiều tâm huyết chuẩn bị. Chứng kiến khoảnh khắc cặp Hà Trí Quang, thanh đoàn trao nhẫn công chú Lâm Khánh Chi liên tục lấy căng thấm nước mắt. Tôi khóc vì mừng cho đoàn và Quang. Hai em đã trải qua rất nhiều khó khăn để có ngày hôm nay, thương quá, cô nói. Lâm Khánh Chi bày tỏ cô cũng như bao phụ nữ khác, ước được một lần nhận lời cầu hôn từ người mình thương. Cô từng nghĩ về khoảnh khắc mặt váy trắng, sánh đôi bạn đời, bước lên sân khấu trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Không chỉ Lâm Khánh Chi, dàn nghệ sĩ Tu Vi, Kali, Thanh Hiền, cũng ngại ngào trước khoảnh khắc lãng mạn của cặp đồng giới. Hồ Bích Trâm nói cô theo dõi hành trình yêu của hai người, cảm thấy họ là cặp trời sinh, mối quan hệ gắn bó như ruột thịt dù đã làm đám hỏi và có hai con song sinh đoan vẫn muốn dành cho anh quang điều đặc biệt cầu hôm này ca sĩ cho hay hà trí quang vỡ hòa hạnh phúc khi kỷ niệm tuổi mới bên mọi người sắp tới anh và bạn đời sẽ tổ chức đám cưới tại ba địa điểm thành phố hồ chí minh đồng tháp và phú quốc